Mến chào cả nhà. Hoa giấy Mỹ mà mình cắt tỉa cây tược non nó lên 2 tuần là mình đã thấy bông nó nhú nhú rồi, 2 đến 3 tuần, nhanh lắm cả nhà. Đây. Cái này là hoa giấy Mỹ 5 màu, còn hoa giấy Mỹ hồng á, mình cắt nước 5 ngày á, mình để nó cũng 2 tuần nó cũng là lên bông. Bông nè cả nhà, bông là nó nụ nụ nó như thế này nè. Đó, bông nó lên nè. Cái này là giấy Mỹ màu vàng nè cả nhà. Màu vàng. Rồi màu đỏ đuôi chồm. Màu hồng nè cả nhà, màu hồng rất là đẹp luôn. Cái này là màu hồng nè. Màu hồng truyền thống, màu hồng truyền thống. Còn màu đỏ rất là đẹp luôn. Nó rực rỡ luôn. Đẹp lắm cả nhà, một cây mà mình trưng Tết ha, nó rực rỡ. Nó lâu tàn lắm, do là bông nó cứ lên hoài như nè. Chừng nào mình thấy nó dài quá thì mình cắt nó gọn lại theo cái chậu của mình. Nhà vườn là có bán loại cúc mâm xôi Hàn Quốc, đủ màu sắc rất là đẹp luôn. Màu tím, màu đỏ, màu vàng, nhà vườn bán giá sỉ. Một chậu như vậy thì thường 6 đến 70 ngàn cái nhà. Bông nó đang bung nè, đúng Tết luôn. Rất là đẹp. Này là màu cam nè. Còn này là màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Màu đỏ. Đỏ. Rực rỡ luôn. Mình trồng hoa giấy thì cả nhà xiên cắt tỉa và bón phân. Bón phân cho những cái gốc giấy này. Chủ yếu là giấy Mỹ thì cái gốc nó phải tươi xốp, đặc biệt là phải có chấu tươi nha, chấu tươi để nó rút ẩm á, nó thoáng á, cây nó mới tốt. Còn mà dẻ khắc đất không á, cây nó hoa không có nhiều. Và hoa giấy Mỹ nó đặc biệt là nó thích cái phân rơm mục á, giúp cho hoa nhiều lắm luôn. Xơ dừa nữa nè. Mình trồng mình bón một gốc như vậy, mình bón một muỗng cà phê là được rồi. NPK thứ NPK 3 số, ví dụ như số hiệu 16, 16, 16, 8, 3 số liền nhau như vậy mình bón vô gốc cây nó cũng tốt. Hoặc là 20, 20, 15, hoặc là 17, 17. Rồi muốn lên màu thì mình bón NPK số hiệu 15 đó cả nhà. Màu nó lên đẹp dữ lắm luôn. Bông mà nó lên màu. Cái này là Tết ha, rực rỡ luôn, chùm chùm luôn. Như cây đắng như vậy. Đó. Bông. Cái nhà mua thì liên hệ với nhà vườn hoa giấy Cẩm Vân. Hoa giấy Cẩm Vân có ship bán trên toàn quốc luôn. Cả nhà kết bạn Zalo á, rồi nhắn tin á, vì nhiều khi nhà vườn điện nhiều quá nhà vườn không nghe được á, nên cả nhà nhắn tin á. Hoa giấy à, tiểu Ấn Độ quá đẹp luôn, bông nó bung. Hoa giấy Ấn Độ là khi nó mới ra nó màu trắng, khi nó tàn nó sẽ màu đỏ, màu hồng nè, màu hồng có vân vân trên một cây rất là đẹp. Đây đó. Cây mà mình trồng nó già thì mình cắt 2 tuần là mình thấy nó bung bông luôn rồi. Đó, nụ bông nó búp búp ra. Mình phải chăm sóc, tưới, bón phân thì cây nó mới mau ra đỏ non. Rồi hoa nó thấy liền luôn. Này là giấy trắng siêu bông trắng tuyết. Red pizza, rồi dưa hấu, rồi rượu vang, đủ loại hết. Bông chùm chùm chùm. Cái này vừa ghép với tím tiết luôn. Tím tiết chậm phát triển hơn cái dòng hoa giấy trắng tuyết. Cây già là mình cắt tỉa nhanh ra lắm cả nhà. Mình bấm ngọn, mình cơi tàn cho cây. Như mấy này nè, dài quá là nhà vườn cắt liền luôn. Đó. Cắt liền, nhưng mà muốn hoa nó nhanh thì mình phải cắt bỏ cái chùm này luôn. Cắt bỏ cái chùm này để bông nó ra từ nách lá này mới nhiều. Cắt như vậy là kịp Tết hết à.
không cần cắt nước. Nhà vườn là ở đây là không cần cắt nước, chỉ cắt tỉa bón phân, xịt tưới cho cây hoa giấy thôi. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, an lành, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.